Chào mừng các em đến đúng kênh Huệ Liêm. Trong bài giảng hôm nay, học sinh giảng các em toán lớp 8 sách Chân Trời Sáng Tạo. Trong lúc xem bài giảng, Huệ Liêm nên các em phải dễ hiểu. Các em sẽ phấn khích và chia sẻ video này cho bạn bè cùng xem. Và hôm nay mình sẽ học bài số 1, chương 7, phần hình học, định lý toilet trong tam giác, chương 44 đến chương 51. Trước hết mình sẽ câu hỏi đầu bài, những sợ cáp treo của cầu Hùng Phước thuộc thành phố Đà Nẵng cho ta hình ảnh những đoạn khảm song song. Các đoạn khảm A, A phẩy, B phẩy, C phẩy thể hiện ba sợi dây cáp của cầu. Nếu biết độ dài của các đoạn khảm A, B, C, A phẩy, B phẩy, có thể tính được độ dài B phẩy, C phẩy hay không? Mình sẽ quan sát hình như mình sẽ có các đoạn khảm A, A phẩy, B phẩy, C phẩy song song với nhau. Đúng rồi. Nếu biết độ dài của các đoạn AP, BC và A phẩy, B phẩy, mình sẽ tính được B phẩy, C phẩy thôi. Đúng rồi. Như vậy câu này các em trả lời như sao? Như vậy là sau bài học hôm nay thì chúng ta sẽ có thêm kiến thức về đoạn khảm tỷ lệ. Từ đó có thể tính được độ dài đoạn khảm B phẩy C phẩy khi biết độ dài có qua đoạn khảm AP, BC và A phẩy, B phẩy nhé. Giờ trả lời xong câu hỏi, mình sẽ tiếp phần bài giảng. Giờ trước hết mình sẽ học phần số 1, mình sẽ học về đoạn khảm tỷ lệ tỉ số của hai đoạn khảm. Khám phá 1. Câu A cho hai số 5 và 8, hãy tính tỉ số giữa hai số đó. Như vậy tỉ số thì mình sẽ lập tỉ số có nghĩa thực hiện phép chia, mình sẽ 5 chia 8. Như tỉ số của hai số này chính là 5 phần 8. Câu B, người ta kêu mình hãy đo và tính tỉ số giữa hai độ dài 2 mm của đoạn khảm AB và CD trong hình. Như vậy mình sẽ đo được AB khoảng 3,5 và CD khoảng 4,5. Như vậy tỉ số thì mình sẽ lập tỉ số AB phần CD là 3,5 trên 4,5. Giờ sau đó mình sẽ chuyển về phân số là 7 phần 9. Như vậy câu hỏi này các em trả lời như sao? Như vậy tỉ số giữa hai số 5 và 8 chính là 5 phần 8. Câu B, độ dài đoạn AB mình sẽ đo được là 3,5 cm, độ dài đoạn CD là 4,5 cm. Lập tỉ số của hai đoạn khảm AB và CD sẽ bằng AB trên CD bằng 3,5 trên 4,5. Mình sẽ nhân tử và mẫu cho hai sẽ là 7 phần 9. Như vậy tỉ số của hai đoạn khảm này chính là 7 phần 9. Giờ trả lời xong câu hỏi, mình sẽ tiếp phần bài giảng. Giờ tỉ số của hai đoạn khảm là tỉ số độ dài của chúng theo cùng một đơn vị đo. Tỉ số của hai đoạn AB và CD ký hiệu là AB phần CD. Ví dụ 1, tính tỉ số của hai đoạn khảm MN và RS trong các trường hợp sau. Trường hợp có A, MN sẽ bằng 7 cm và RS 14 cm. Như vậy ta có MN trên RS bằng 7 phần 14, giúp gọn là 1 phần 2. Ở câu B, mình có MN bằng 150 cm, RS bằng 2 m. Mình thấy là chưa đơn vị không có cùng đơn vị thì mình sẽ đổi về cùng đơn vị. Như vậy là hai hai mét này mình sẽ đổi về là 200 cm luôn. Lúc sau đó các em sẽ lập tỉ số MN trên RS sẽ bằng 150 phần 200, giúp gọn chia tử của mẫu cho 50 sẽ là 3/4. Đúng này. Chú ý, để tính tỉ số của hai đoạn khảm ta phải đưa chúng về cùng một đơn vị đo. Tỉ số của hai đoạn khảm không phụ thuộc vào độ đơn vị đo độ dài của đoạn khảm. Giờ tiếp theo mình sẽ đến câu thực hành số 1, hãy tính tỉ số của hai đoạn khảm AB và CD trong các trường hợp sau. AB bằng 6 cm và CD bằng 8 cm. Như vậy ta có AB phần CD sẽ bằng 6 phần 8. 6 phần 8 giúp gọn sẽ bằng 3 phần 4. Tương tự bên đây cũng vậy. Người ta cho AB bằng 1,2 m và CD bằng 48 cm, không cùng đơn vị đo, mình sẽ chuyển cái mét này về cm luôn. Đổi từ mét qua cm thì các em nhân cho 100. Như vậy 1,2 m sẽ bằng là nhân 100 chính là 120 m. Sau đó lập tỉ số AB phần CD sẽ là 120 phần 42, giúp gọn là 20 phần 7. Điều này. Như vậy câu hỏi này các em trả lời như sao? Như vậy là ta có AB phần CD bằng 6 phần 8, giúp gọn bằng 3 phần 4. Đổi AB từ mét qua cm, sau đó lập tỉ số AB phần CD bằng 120 phần 42, giúp gọn chia tử và mẫu cho 6 được 20 phần 7. Điều này. Giờ trả lời xong câu hỏi, mình sẽ tiếp phần bài giảng.
Giờ tiếp theo mình sẽ đến phần động hạng tỷ lệ, phần khám phá và động khám phá 2. So sánh tỷ số của hai động hạng AB và CD với tỷ số của hai động hạng EF và MN trong hình số 2. Mình quan sát hình số 2, mình thấy là động hạng AB là hai động. Như là mình sẽ kể như là độ dài của AB là 2, độ dài của CD là 3, độ dài EF là 4 và độ dài MN sẽ là 6. Bây giờ người ta kêu mình so sánh tỷ số của A hai đoạn AB và CD có nghĩa là 2 phần 3. Và tỷ số của hai đoạn hạng EF và MN là 4 phần 6. 4 phần 6 các em giúp gọn cũng bằng 2 phần 3. Như tỷ số giữa AB và CD sẽ bằng tỷ số EF và MN. Đúng không? Như là khám phá 2 các em chỉ lệnh sao? Như vậy ta có AB phần CD sẽ bằng 2 phần 3. EF phần MN bằng 4 phần 6 giúp cộng bằng cũng bằng 2 phần 3. CD là tỷ số AB phần CD sẽ bằng tỷ số EF phần MN. Đúng không? Giờ trả lời xong câu hỏi, mình sẽ tiếp phần bài giảng. Giờ như vậy là hai động hạng AB và CD được gọi là tỷ lệ của hai động hạng EF và MN nếu ta có AB phần CD bằng EF phần MN, hoặc là AB phần EF sẽ bằng CD phần MN cũng được. Từ nay độ dài các động hạng được coi là cùng một đơn vị đo nếu không nói gì khi. Mình xem ví dụ 2. Trong hình số 2 chứng minh rằng hai động hạng AB và CD tỷ lệ của EF và MN thì mình có là AB phần CD bằng 2 phần 3 và EF phần MN bằng 4 phần 6 giúp cộng bằng 2 phần 3. CD là hai tỷ lệ này sẽ bằng nhau vì đều cùng bằng 2 phần 3. Vậy là một cái lượng hai động hạng AB và CD tỷ lệ của hai động hạng EF và MN. Giờ tiếp theo mình sẽ đến câu hợp hình số 2. Trong hình số 3 mình quan sát hình số 3 chứng minh rằng AB và BC tỷ lệ của A phẩy B phẩy phần B phẩy C phẩy. Như mình quan sát hình thì mình thấy sẽ là B và B phẩy sẽ song song với C và C phẩy. AC và A phẩy C phẩy cắt B B phẩy và C C phẩy tại hai điểm. Như vậy lúc đó mình sẽ có tỷ lệ AB phần BC sẽ bằng A phẩy B phẩy phần B phẩy C phẩy. Đúng này. Vậy hai động hạng này sẽ tỷ lệ với nhau. Tương tự câu B mình cũng làm tương tự thôi. Đúng này. Như vậy mình sẽ làm câu hình số 2 như sau. Như vậy là theo giả thuyết thì B phẩy C phẩy B B phẩy song song với C C phẩy. Đúng rồi. Nhìn vô hình mình thấy là đây là song song vì đây là hai góc vuông. AC và A phẩy C phẩy cắt B B phẩy và C phẩy. Ta suy ra mình có tỷ lệ là AB phần BC bằng A phẩy B phẩy bằng BC. Với hai động hạng AB và BC tỷ lệ với A phẩy B phẩy và B phẩy C phẩy. Câu B mình sẽ làm tương tự. Theo giả thuyết thì B B phẩy song song với C C phẩy. AC và A phẩy B phẩy cắt B B phẩy C C phẩy. Suy ta có AB phần AC bằng A phẩy B phẩy phần A phẩy C phẩy. Suy là AC phần A phẩy C phẩy bằng AB phần A phẩy B phẩy. Mình kết luận là hai động hạng AC và A phẩy C phẩy tỷ lệ của AB và A phẩy B phẩy. Đúng này. Giờ trả lời xong câu hỏi mình sẽ tiếp phần bài giảng. Giờ tiếp theo mình sẽ đến câu vận dụng 1. Hãy tìm các động hạng tỷ lệ trong hình vẽ sơ đồ một góc công viên ở hình số 4. Mình quan sát hình số 4. Đây là một góc công viên. Như vậy ở đây mình sẽ có là AD là từ đây đến đây sẽ 1,5 m. AB là từ đây tới đây là 1,5 cộng 3 sẽ là 4,5 m. AE là 3 m
AC là 3 cộng 6 là 9 mét. AD là 1,5. BD sẽ là 3. AE là 3 và EC sẽ bằng 6. Bây giờ mình sẽ đi tìm cái đoạn hàm tỷ lệ. Thì mình thấy là AD là 1,5 chia cho AP là 4,5 là 1 phần 3. Đúng này. Tương tự là AE trên AC 3 phần 9 cũng bằng mặt vuông rộng bằng 1 phần 3. AD phần BD có nghĩa là 1,5 trên 3 vuông gọn sẽ là 1 phần 2. Và AE phần EC là 3 phần 6 vuông gọn 1 phần 2. Đúng này. Giờ sau đó mình sẽ kết để lượng cái đồng hàm tỷ lệ. Đúng này. Các em sẽ lập tỷ số, sau đó mình thấy lập các tỷ số này bằng nhau thì mình nha, kết luận là cái đồng hàm đó tỷ lệ với nhau. Như vậy là câu này các em trả lời như sau. Như vậy ta có AB phần AD phần AB sẽ bằng 1,5 trên 4,5 vuông gọn bằng 1 phần 3. AE phần AC bằng 3 phần 9 chia tử và mẫu cho 3 được 1 phần 3. AD phần BD 1,5 phần 3 chia tử và mẫu cho 1,5 được 1 phần 2. AE phần EC là 3 phần 6 vuông gọn 1 phần 2. Thì mình thấy là hai đoạn này sẽ tỷ lệ với nhau quy đều bằng 1 phần 2. Hai tỷ lệ này bằng nhau và hai tỷ lệ nào cũng bằng nhau quy bằng 1 phần 3. Nhưng mà kết luận là cái đoạn hàm tỷ lệ trong hình vẽ sơ đồ một góc công viên hình số 4 là AD phần AB sẽ bằng AE phần AC bằng 1 phần 3. Và AD phần BD sẽ bằng AE phần AC quy đều bằng 1 phần 2. Giờ trả lời xong câu hỏi mình sẽ tiếp phần bài diễn. Giờ tiếp theo là phần số 2 định lý Thales trong tam giác. Hoạt động khám phá 3. Trên một tờ giấy kẻ caro có các đường kẻ ngang song song và cách đều nhau. Câu A vẽ một đường thẳng D cắt các đường kẻ ngang của tờ giấy như hình 5A. Hãy so sánh độ dài các cố đoạn thẳng MN, NP phở P phở V và VE. Giờ như vậy là bài này khá dài nên thầy sẽ chia làm nhiều tiết nha. Như vậy là mình xong tiết số 1 phần còn lại. Thầy sẽ làm tiết số 2, tiết số 3 các em nhớ đón xem. Như là mình xong bài giảng hôm nay, nếu các em thấy giảng thì hãy bấm khích chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Và em nào chưa đăng ký kênh thầy Liêm, các em sau bấm nút đăng ký bấm chuông để xem bài giảng mới nhất của thầy Liêm. Thầy chúc các em học tốt tạm biệt các em nhé.